Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-23 độ Vĩ Bắc, hoạt động yếu, với trường phân kỳ từ rìa phía Tây cơn bão Doksuri, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến đêm không mưa, ngày nắng nóng, nên nhiệt độ và độ ẩm các nơi tăng. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 34-36 độ, còn độ ẩm tăng cao từ 68-71%. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với rìa xa phía Tây cơn bão số 2, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Dự báo từ nay đến cuối tuần, thời tiết sẽ mát mẻ hơn khi nhiệt độ có xu hướng giảm và độ ẩm tăng dần. Tuy nhiên, hình thái thời tiết này sẽ gây hại đến sức khỏe khi mà gần đây các bệnh về mùa hè như là sốt xuất huyết, bệnh tim mạch, huyết áp đang gia tăng. Vì vậy, quý vị không nên chủ quan trước diễn biến bất thường của thời tiết. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, phun thuốc muỗi và bổ sung những thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Còn bây giờ, bản tin xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết 3 vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-33 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-34 độ. Và vùng đồng bằng, trời nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 26-34 độ. Cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.